Mở đầu bản tin Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay sẽ là các thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, chiều tối nay ngày 2 tháng 6, thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày hôm nay, ngày 2 tháng 6, chiều tối và đêm ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Tại Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng ngày 3 tháng 6 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối ngày 3 tháng 6 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.